Trên chuyến tàu thanh xuân của chúng ta, có bao nhiêu nhà ga bị bỏ lại sau lưng? Có bao nhiêu hành khách thân quen ta vô tình lướt qua trong bộn bề công việc? Và có bao nhiêu nhà ga không nằm lại trong ký ức thanh xuân? Càng lớn tuổi, người ta càng cảm nhận được giá trị của thanh xuân và tuổi trẻ. Những kỷ niệm tươi đẹp mà khi nhớ lại, chúng lại khiến ta mỉm cười và nhẹ lòng biết bao. Đối với những cầu thủ bóng đá, thanh xuân chính là thời gian được chạy trên sân cỏ, được hò hét, được tham gia vào những trận cầu nghẹt thở mà mỗi khi nhắc lại, chúng lại khiến ta bồi hồi. Ai đó bảo, tuổi thanh xuân trôi nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay tràn trề sinh lực của tuổi trẻ, thì ngày mai, mọi thứ đã trở thành quá khứ. Thời gian cũng như vạn vật, chẳng chống lại được guồng quay nghiệt ngã của tạo hóa. Tuổi xế chiều của bóng đá chính là lúc ta cảm nhận rõ ràng nhất mọi thứ một cách chậm rãi. Và ta chợt nhận ra, mình chẳng còn nhanh nhẹn như xưa. Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất của những trái tim đam mê bóng đá không phải là thanh xuân qua mau, mà là khoảng cách thời gian, là những thứ men tình bạn lâu lắm không có dịp cùng nhau say sưa trên sân cỏ. Bóng đá chính là chất xúc tác không thể thiếu trong mỗi cuộc tìm về của chúng ta. Tuy nhiên, thứ đáng sợ nhất của những trái tim đam mê bóng đá không phải là thanh xuân qua mau, mà là khoảng cách thời gian, là những thứ men tình bạn lâu lắm không có dịp cùng nhau say sưa trên sân cỏ. Bóng đá chính là chất xúc tác không thể thiếu trong mỗi cuộc tìm về của chúng ta. Giải Lão Tướng Thủ đô tuy chưa mang tầm quốc gia, nhưng lại là giải đấu duy nhất trong năm xứng đáng được gọi là sứ giả bất diệt của tình bằng hữu. Vì ở cái tuổi trung niên cộng, thứ những người chưa phải quá già, nhưng được gọi là lão như chúng ta, thích nói về quá khứ và sống với kỷ niệm nhiều hơn là trăn trở cho hiện tại. Giải bóng đá Lão Tướng Thủ đô không đơn giản là một giải đấu phong trào. Nó cũng vượt ra ngoài khuôn khổ trò chơi giải trí. Giải đấu này chính là sân khấu của một miền ký ức đắt giá mà bất cứ ai cũng có thể nhớ về một thời dạo dực. Trong guồng quay vội vã của thời gian, của âu lo cơm áo gạo tiền và áp lực của cuộc sống, ai đó vô tình quên đi sự xuất hiện của những người bên cạnh, mà không biết rằng chúng ta đang cùng nhau già đi. Cho nên, giải Lão Tướng Thủ đô được xem là giải đấu duy nhất thời điểm này, người ta có thể tìm thấy cảm xúc khó mua nhất của đời người. Đó là thanh xuân và tình bằng hữu. Năm nay, giải Lão Tướng Thủ đô đã đi trên con đường số 7, một cột mốc không ai muốn dừng lại mà chỉ muốn bước tiếp. Thành công của giải đấu trong quá khứ không phải là những chiếc cúp to vật vã, chẳng phải là chiếc huy chương lấp lánh, mà là một tình bạn được vun đắp theo phép cộng của thời gian. Cái đó mới chính là thành công lớn nhất của giải đấu này. Nhưng con số 7 vô tình lại trở thành lát cắt lịch sử, chia hai nửa quá khứ của giải đấu này làm đôi. Mùa trước, cộng đồng bóng đá phong trào mất đi người anh cả, cũng là người khai sinh và xây nền cho giải Lão Tướng Thủ đô, anh Hồng Trà. Sự ly biệt đó không thể diễn tả bằng lời, mà chúng ta chỉ có thể ngắn gọn với nhau bằng hai từ: tiếc nuối. Bánh xe thời gian vốn vô tình và nghiệt ngã, nó là cuộc hành trình không có thói quen chờ đợi bất cứ ai. Nhưng sự vô tình và nghiệt ngã ấy lại càng khiến giá trị gây dựng sân chơi chung cho cộng đồng, những cầu thủ cựu phong trào của người anh cả đáng trân quý đến mức nào. Ngày hôm nay, chúng ta ngồi đây sẵn sàng cho bước ngoặt của sự chuyển giao. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và nếu đã là hành trình thì không bao giờ được phép dừng lại. Trên hết, cái tâm của người gây dựng sẽ luôn được nhớ đến như thứ tài sản vô giá
mà chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn. Xin cầu chúc cho tất cả cộng đồng lão tướng thủ đô, những người anh, những người chú còn đủ sức chạy trên sân cỏ, một sức khỏe dồi dào, một tinh thần cống hiến để viết tiếp những câu chuyện thanh xuân kéo dài bất tận.